Thủ thuật tâm lý mà bạn có thể thao túng bất kỳ ai. Chắc hẳn bạn đã từng gặp phải những cái tình huống mà bạn có thể cảm thấy mình bị người khác gọi là dắt mũi một cái cách tinh vi mà không hề hay biết hoặc là có thể chính bạn là cái người vô tình sử dụng những cái mưu mẹo này những cái thủ thuật này để đạt được cái mục đích trong cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá ra những cái thủ thuật tâm lý cực kỳ kỳ diệu, hiệu quả có thể thao túng người khác và sau cái khi xem xong video này thì mình nghĩ là bạn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về cách mọi người tương tác với nhau và xử lý những cái tình huống gây ảnh hưởng đến nhau. Cái thủ thuật đầu tiên đó là hiệu ứng đầu cuối primacy recency effect trong cuộc sống cũng như là trong học tập hay là trong công việc. Cái hiệu ứng là một cái hiện tượng tâm lý trong đó con người thì có xu hướng nhớ rõ các cái thông tin xuất hiện đầu tiên tức là primacy effect và cuối cùng là recency effect trong một cái chuỗi sự kiện hoặc là cái thông tin thì hiệu ứng này đã được nghiên cứu rộng rãi và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là giáo dục marketing quản lý thời gian và sau đây là những cái chi tiết cụ thể về cái hiệu ứng này trong cuộc sống hay là trong công việc nghiên cứu và lý thuyết thì theo cái nghiên cứu của herman Ebbinghaus vào 1885 thì Ebbinghaus là người đầu tiên đã nghiên cứu về cái trí nhớ và ông đã phát hiện ra rằng thì con người có cái xu hướng gọi là nhớ tốt hơn những cái mục đầu và những cái mục cuối ở danh sách. Điều này được biết đến như là cái hiệu ứng đầu cuối. Ông thực hiện các cái thí nghiệm khác nhau sử dụng các cái chuỗi âm tiết vô nghĩa và nhận thấy rằng là tỷ lệ nhớ lại cao nhất ở những cái âm tiết đầu tiên và những cái âm tiết cuối cùng và nghiên cứu của Atkinson và Shifrin năm 1968 mô hình đa lưu trữ của họ giải thích ra rằng cái thông tin đầu tiên được mã hóa vào trí nhớ dài hạn trong khi cái thông tin cuối cùng thì vẫn còn trong trí nhớ ngắn hạn ứng dụng trong cuộc sống như ra sao đó là khi mà chẳng hạn như bạn phỏng vấn xin việc ý, như đã đề cập là việc là ứng viên đầu tiên hoặc là cuối cùng có thể giúp bạn tạo ấn tượng mạnh hơn với các cái nhà tuyển dụng và điều này là do thông tin về bạn sẽ dễ dàng được ghi nhớ hơn so với các cái ứng viên khác và cái bài thuyết trình hay là diễn thuyết hay là trình bày ở đâu đấy đi thì hãy chắc chắn rằng cái mở đầu và cái kết thúc của bạn thật mạnh mẽ và để lại ấn tượng khán giả có xu hướng nhớ rõ những cái gì bạn nói nói đầu tiên và cuối cùng, vì vậy thì hãy đặt các cái điểm quan trọng nhất ở những cái vị trí đầu tiên trong học tập thì chúng ta cũng có thể xử lý là chúng ta có thể lập kế hoạch học tập như sau, khi mà học đi hãy chia nhỏ cái thời gian học thành các cái phiên ngắn với các cái khoảng nghỉ giữa chừng thì điều này giúp tối đa hóa hiệu quả của hiệu ứng đầu cuối vì mỗi phiên học mới bắt đầu sẽ tạo ra được các cái điểm đầu và điểm cuối thì sắp xếp nội dung học như sau thì của chúng ta khi mà tự học hoặc là ôn bài thì hãy đặt những cái phần quan trọng nhất của bài học vào buổi đầu học ấy, khi mà bạn bắt đầu học và cuối vào buổi cuối học điều này giúp tăng khả năng nhớ lại các cái thông tin quan trọng nhất và sau đây là các cái chiến lược cụ thể trang kinh là chia nhỏ thông tin, chia nhỏ cái thông tin thành các cái khối dễ quản lý để tạo ra nhiều điểm đầu và cuối hơn và điều này có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực hoặc là như là việc học từ vựng mới hoặc như các cái sự kiện lịch sử khi mà học lịch sử review mình ôn lại thông tin thì thường xuyên ôn lại cái thông tin học được đã đặc biệt là ngay sau khi kết thúc cái phiên học và trước khi bắt đầu phiên học mới thì cũng giúp chúng ta nhớ lâu hơn điều này giúp có củng cố cái thông tin vào trí nhớ dài hạn hoặc là spacing effect là hiệu ứng khoảng cách thay vì học dồn dập thì hãy phân bổ thời gian học và nhiều ra nhiều ngày điều này kết hợp với cái hiệu ứng đầu cuối để tăng khả năng nhớ lại thông tin một cách hiệu quả cái hiệu ứng đầu cuối là một cái hiện tượng gọi là mạnh mẽ trong tâm lý học là trong cuộc sống cũng rất là hữu ích này hay là học tập này bằng cách hiểu và tận dụng những cái hiệu ứng này thì bạn có thể cải thiện khả năng ghi nhớ hiệu quả hơn trong nhiều cái hoạt động của bạn nhiều cái lĩnh vực khác nhau thủ thuật tâm lý thứ hai đó là hiệu ứng chim mồi decoy effect hiệu ứng chim mồi là một cái hiện tượng tâm lý mà trong đó có cái sự xuất hiện của một lựa chọn không hấp dẫn Decoy có thể làm cho các cái lựa chọn khác trở nên hấp dẫn hơn là hiệu ứng này thì được sử dụng rộng rãi khắp nơi trong marketing là nhiều và trong kinh doanh để có thể ảnh hưởng đến cái quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Ví dụ cụ thể nhé, thì chúng ta à, sẽ lấy ra một cái ví dụ như là chúng ta đi mua trà sữa chân trâu đi. Bạn đang xếp hàng ở quầy để mua trà sữa. Khi đến quầy, bạn thấy có ba lựa chọn: loại nhỏ là 47.000 đồng và loại vừa là 55.000 đồng và loại lớn nhất là 63.000 đồng. Bạn không đói hay khát lắm nhưng mà cuối cùng thì cái lựa chọn của bạn có thể là loại lớn vì thấy nó làm cái thỏa thuận tốt hơn so với loại vừa. Đây chính là hiệu ứng chim mồi loại vừa decoy được thiết kế để làm cho loại lớn trông có vẻ hấp dẫn hơn nhiều so với cả cái loại nhỏ và tạo ra các cái gói sản phẩm hoặc là cái dịch vụ mà sự tồn tại của một lựa chọn gọi là không hấp dẫn làm cho các cái gói khác trông có vẻ là giá trị tốt hơn và sử dụng cái hiệu ứng này trong các cái chiến lược giá cả quảng cáo để có thể định hướng được quyết định của người mua sắm của khách hàng ảnh hưởng đến cá nhân ra sao khi mà cái hiệu ứng chim mối có thể khiến chúng ta chi tiêu và tiêu thụ khá nhiều ví dụ như cái ứng dụng hẹn hò ấy thì hiệu ứng chim mồi không chỉ ảnh hưởng đến các cách chúng ta đánh giá các cái thương hiệu trên hàng mà còn các cách chúng ta lựa chọn giữa các đối tượng trong thị trường tình yêu nữa à, cái hiệu ứng này thì có thể rất phù hợp với cả những cái người mà sử dụng á, ứng dụng hẹn hò hoặc là chẳng hạn như là tinder hay bumble khi được giới thiệu một loạt các cái đối tượng tiềm năng thì rất có thể là cái quyết định của chúng ta ấy thì sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái khuôn mặt hoặc là mà chúng ta đã thấy trước đó ví dụ như là nếu bạn vuốt sang trái thì một người có ngoại hình trung bình, người tiếp theo thì bạn thấy có ngoại hình gọi là tương tự nhưng hấp dẫn hơn một chút thì bạn có thể sẽ thấy người đó hấp dẫn hơn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2000 thì thông qua ứng cử viên độc lập là Ralph Nader thay vì lấy phiếu bầu cử ứng cử viên đảng dân chủ của Al Gore thì như thường được à, tin tưởng và sự hiện diện của Nader thực sự có thể là đã làm tăng số phiếu bầu cử cho ứng cử viên mà ông giống hơn đó là George Bush trong cái trường hợp này thì Nader có thể được coi là chim mồi cho Bush Cả hai đều có quan điểm bảo thủ về một số vấn đề nhất định nhưng Bush được cho là cái lựa chọn khả thi hơn để giành cái chiến thắng trong cuộc bầu cử đó. Và sự hiện diện của Nader có thể đã khiến Bush trông hấp dẫn hơn những cái ứng cử đang do dự giữa hai ứng cử viên chính này. Tóm lại thì hiệu ứng chim mồi là một cái hiện tượng tâm lý mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta từ việc mua hàng từ việc mua sắm đến cái lựa chọn đối tác và thậm chí là cả quyết định chính trị nữa bằng cách hiểu rõ về nó thì chúng ta có thể đưa ra được những cái lựa chọn sáng suốt và tránh bị thao túng một cái vài chiến lược để tránh rơi vào cái bẫy của sự thống trị không đối xứng này đó là xác định được cái sở thích của bạn khi mà bạn cần mua thứ gì đó thì hãy dành chút thời gian để tìm hiểu những cái công dụng những cái thành phần, những cái phần review giá trị nào bạn coi trọng nhất trước khi duyệt qua các cái lựa chọn của bản thân, chỉ mua những gì bạn thực sự cần và cái hiệu ứng này thì không nhất thiết luôn đẩy chúng ta đưa ra quyết định xấu. Số trường hợp chọn kích thước lớn hơn hoặc là phiên bản chất lượng cao hơn của một sản phẩm thì nhất định thì có thể là tiết kiệm chi phí hơn về lâu về dài nhưng những cái lần khác mua tùy chọn ấy mục tiêu đắt tiền hơn sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta thì có effect này tinh vi và xảo quyệt và đó cũng là cách để hiểu rõ bản thân để sống đơn giản để tránh bị thao túng tâm lý trong mọi trường hợp nhất nhất là trong cái vấn đề mua sắm hàng ngày của bạn hiệu ứng Pygmalion tức là sức mạnh của niềm tin và kỳ vọng kỳ vọng là của chúng ta đối với các cái người khác ấy, có thể là ảnh hưởng đến cái hiệu suất và cũng như là cái hành vi của họ nói cách khác thì nếu chúng ta tin rằng một người nào đó có sẽ có thành công họ có xu hướng thực sự thành công ngược lại nếu chúng ta nghi ngờ nghi hoặc cái khả năng của họ ấy, thì họ có thể sẽ thể hiện kém hơn niềm tin và kỳ vọng của chúng ta ấy có thể biến điều không thể thành có thể và làm thế nào thì cái hiệu ứng pygmalion hoạt động thì kỳ vọng của chúng ta hình thành khi mà bắt đầu hình thành về người khác dựa trên cái thông tin của chúng ta có về họ chẳng hạn như là cái ngoại hình của họ là cái thành tích quá khứ hoặc là những cái gì người khác nói về họ và hành vi kỳ vọng của chúng ta ảnh hưởng đến cách mà chúng ta đối xử với người khác nữa nếu như mà chúng ta kỳ vọng cao thì chúng ta sẽ đối xử với họ bằng cái sự tôn trọng khuyến khích và hỗ trợ ngược lại nhưng nếu chúng ta kỳ vọng ấy là thấp ấy, chúng ta có thể tỏ ra lạnh lùng thở ơ hoặc là cũng có thể là chỉ trích cái người đấy và tiếp nhận cái người khác cảm nhận được cái kỳ vọng của chúng ta Thông qua lời nói, cử chỉ, thái độ của chúng ta để đáp ứng thì họ điều chỉnh cái hành vi của mình để phù hợp với cái kỳ vọng của chúng ta. Nếu họ cảm nhận được cái sự tin tưởng cũng như là cái sự ủng hộ thì họ sẽ tự tin hơn và cố gắng hết sức. Nếu như là họ cảm nhận được cái sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng, thiếu sự tôn trọng, họ có thể trở nên nhụt chí và mất đi cái động lực để tiếp tục ví dụ về hiệu ứng Peckmarion nhé khi mà trong giáo dục ý, một nghiên cứu nổi tiếng cho thấy là khi mà giáo viên ấy được thông báo rằng một cái nhóm học sinh có tiềm năng vượt trội mặc dù trên thực tế là không phải như vậy những cái học sinh này sẽ đạt được những cái kết quả tốt hơn so với các cái bạn cùng lớp vì điều này là do giáo viên đã vô thức dành rất là nhiều cái sự quan tâm và cái kỳ vọng hơn cho cái nhóm học sinh này và trong công việc cũng vậy khi cái người quản lý mà tin tưởng vào, vào cái khả năng của nhân viên ý, họ sẽ giao cho họ những cái nhiệm vụ thử thách lớn hơn và cung cấp cho họ những cái nhiều cái hỗ trợ hơn điều này thì giúp cho nhân viên phát triển cái kỹ năng và đạt được một cái thành tích thành công và trong các cái mối quan hệ khi mà chúng ta tin tưởng ủng hộ bạn bè người thân họ sẽ cảm thấy được yêu thương được yêu mến và trân trọng điều này thì sẽ giúp họ xây dựng được cái giúp chúng ta xây dựng được cái mối quan hệ tích cực bền vững khi mà một người bạn hay là người trong gia đình chẳng hạn mở một quán ăn thì bạn là người ủng hộ nhiệt tình khuyến khích họ thì trong việc làm ăn này cái này thì mình cũng thấy rất là đúng nhất là khi mà mình à, đi chạy marathon có người đến cổ vũ ý, như là tiếp thêm động lực cho mình chạy tới đích bằng cách hiểu và áp dụng được cái hiệu ứng này thì chúng ta thì có thể tạo ra những cái thay đổi tích cực không chỉ trong cho bản thân đâu mà còn cho những cái người xung quanh nữa hiệu ứng cảm xúc tích cực là positive emotional Contagion, tức là sức mạnh lan tỏa của niềm vui. Bạn đã bao giờ bước vào một cái căn phòng đầy những cái người đang cười đùa vui vẻ và cảm thấy là uh, tâm trạng mình cũng phấn chấn cũng được nâng lên hay không? Hay bạn đã từng cảm thấy là chán nản và buồn bã sau khi mà trò chuyện với cả một cái người bạn đang trải qua một cái sự đau buồn khó khăn gì đó? Đó chính là cái hiệu ứng cảm xúc tích cực, positive emotional contagion, EEC trong hành động pec là một cái hiện tượng tâm lý xã hội gọi là ở trong đó có cảm xúc tích cực của một uh, người có thể lan truyền sang người khác thông qua cái sự tương tác xã hội nói cách khác thì cái niềm vui cái sự nhiệt tình và những cái cảm xúc tích cực ấy nó có thể lây lan từ người này sang người khác và như một cái loại virus uh, nhưng nó là một cái loại virus tốt cơ chế hoạt động của hiệu ứng cảm xúc tích cực có một cái số mà cơ chế giải thích tại sao pec xảy ra đó là phản chiếu và bắt trước khi mà chúng ta tương tác cái với cái người khác chúng ta có xu hướng vô thức bắt trước cái biểu cảm của họ cái khuôn mặt cái giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của họ khi mà chúng ta bắt trước một cái nụ cười này thì não bộ của chúng ta cũng kích hoạt ra các cái cơ chế liên quan đến niềm vui khiến chúng ta cảm thấy phấn khởi hơn, hạnh phúc hơn. Khi mà cái sự đồng cảm nữa, chúng ta có khả năng đồng cảm với cái cảm xúc của người khác và nhìn thấy ai đó vui vẻ này thì chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của họ và cảm nhận được cái niềm vui đó như là chính mình cũng có cái niềm vui đấy. Hệ thống thần kinh gương là gì? Đây là một cái mạng lưới các cái tế bào thần kinh trong não bộ cho phép chúng ta hiểu và phản ứng với cảm xúc của người khác khi mà chúng ta quan sát ai đó thể hiện cảm xúc hệ thống thần kinh gương ấy thì của chúng ta sẽ kích hoạt giúp chúng ta cảm nhận được cái cảm xúc đó những yếu tố ảnh hưởng đến cái hiệu ứng cảm xúc tích cực là gì cái mức độ pec có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau bao gồm như sau mối quan hệ pec thường mạnh mẽ hơn giữa những cái người có mối quan hệ thân thiết chẳng hạn như là bạn bè này gia đình này đồng nghiệp này và tính cách nữa những người cởi mở hướng ngoại và có khả năng gọi là đồng cảm cao có xu hướng dễ bị ảnh hưởng bởi pec hơn cái tình huống pec có thể mạnh mẽ hơn trong các cái tình huống xã hội tích cực và chẳng hạn như là các cái bữa tiệc sự kiện thể thao hoặc là các cái buổi biểu diễn tựa như là khi mà chúng ta tham gia xem một cái trận bóng đá trên sân vận động đi tất cả các cái fan cuồng nhiệt nhiệt tình hết hò làm cho khuấy động lan tỏa cái năng lượng sang tất cả mọi người ứng dụng hiệu ứng cảm xúc tích cực trong cuộc sống hiểu rõ về PEC có thể giúp chúng ta tận dụng được cái sức mạnh của cảm xúc tích cực để cải thiện cái chất lượng cuộc sống của chính mình và những cái người xung quanh của chúng ta nữa